Hello, xin chào tất cả các anh em đã đến với kênh Phong Emo. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ cho anh em một cái kèo rất là mới ha. Thì đây là một cái con meme chạy trên cái hệ Tron ha. Đây là dự án là Tron Mai Sinh Công ha. Thì đây là một cái meme gốc Telegram đầu tiên trên hệ Tron nha. Hiện tại dự án còn rất là mới. Nó chỉ ra trong vòng 3 đến 4 tiếng trở lại đây thôi. Hiện tại đã có 7.263 người theo dõi ha. Và ở đây thì anh em sẽ thấy là sau 3 tiếng đã có 50.000 người đăng ký anh em nha. Thì đây là tốc độ phát triển rất là nhanh luôn ha. Và hiện tại đang được cộng đồng rất là FOMO. Và cái dự án này được cho là được tạo ra bởi một cái vị rất đặc biệt trên cái Tron DAO. Thì anh em có thể là vào một cái chỗ là 8 người. Hiện tại dự án đang theo dõi 8 người. Thì trong 8 người này thì có cái ông là Justin ha. Thì đây là một cái vị rất đặc biệt, là một nhà sáng lập của cái nền tảng Tron nha. Thì hiện tại cái vị này cũng rất là nổi tiếng nè nha. Đây là một cái nhà sáng lập của hệ Tron. Và vừa rồi nó có một cái token sinh hiện tại đang được giao dịch và coi như là phát triển rất mạnh ha. Đó. Thì đây là token sinh trong cái hệ sinh thái của Tron anh nha, cũng đã phát triển rất là mạnh trong thời gian vừa rồi. Đó thì đây là một dự án meme ha. Thì về thông tin thì cũng rất là ít. Mình sẽ dịch cho anh em thêm một cái thông tin đầu tiên để giới thiệu dự án ha. Xin chào cộng đồng Tron, chúng tôi rất vui mừng thông báo về sự ra mắt của con meme coin gốc Telegram đầu tiên trên Tron. Tham gia xong sinh con ha. Thì ai là người đứng sau con được truyền cảm hứng từ trò chơi Trung Quốc nổi tiếng BlackMind, vua con và sự phổ biến của meme coin trên Tron. Thì một thành viên của gia đình Tron đáng kính đã tạo ra Tron Mai, đó là Sinh Con, như một lời tri ân đến người hâm mộ ha, Justin Sinh Trân, những người đã mang lại niềm vui và sự thoải mái cho cộng đồng Tron qua nhiều thế hệ. Tại sao lại con ha? Đây không phải chỉ là một meme coin khác mà còn là biểu tượng cho tình yêu chung của chúng ta dành cho vua con và tinh thần chiến đấu bất khả chiến bại ha. Thì anh em có thể thấy được một con meme được cho là của người vị sáng lập trên Tron DAO anh nha. Đó thì cách thức đăng ký của con này thì anh em sẽ xuống phần mô tả video, anh em kích vào đăng ký. Nó cũng sẽ tương tự như con Dot ha. Anh em sẽ dùng cái tài khoản Telegram của anh em ha. Anh em đăng ký thì nó sẽ check cái tài khoản Telegram của anh em, và tài khoản càng lâu thì anh em sẽ nhận được cái phần thưởng càng nhiều nha. Rồi thì hiện tại dự án khi mà anh em vào nó khá là lag ha. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho anh em bằng hình ảnh ha. Còn hiện tại mình chưa vào được nha, hiện tại dự án còn rất là mới luôn. Rồi thì anh em sẽ xuống phần mô tả video, anh em kích vào đăng ký ha. Thì nó hiện ra cái phần check in như này, thì nó sẽ check cái tài khoản của anh em nè ha. Khi mà nó chạy hết đủ ba cái đường màu đỏ này thì anh em bấm continue cho mình. Rồi tiếp tục nó sẽ hiện ra cái phần màn hình chính của cái app. Thì ở đây nó sẽ có ba phần ha, phần home, phần leaderboard và phần friend. Thì ở phần hôm nay thì nó sẽ có liệt kê ba cái nhiệm vụ chính ở đây. Thứ nhất là follow cái trang X của dự án ha. Thứ hai là đăng ký cái Telegram, kênh Telegram ha, và mời bạn bè. Cứ 5 bạn bè thì anh em sẽ nhận được là 50.000 con ha. Ngoài ra thì đăng ký Telegram anh em sẽ nhận được là 20.000 con nè. Và follow cái trang X thì được 20.000 con nha. Rồi, đó như vậy thì anh em sẽ join vào, anh em follow cái dự án này, anh em bấm vào Start nè. Sau đó anh em follow cái trang X của dự án ha, thì anh em sẽ nhận được phần thưởng tương tự như cái Telegram. Anh em join vào nha, bấm vào Start sau đó join vào nhóm Telegram. Ở phần leaderboard ở giữa này chính là cái bảng xếp hạng nha. Rồi ở phần góc phải phía dưới màn hình chính là friend, thì anh em dùng được cái này, anh em bấm vào đây để lấy link chia sẻ cho bạn bè. Đó, về cơ bản thì cái app này nó cũng khá là đơn giản, nó chỉ có 3 phần như vậy thôi ha. Thì trước mắt nó còn rất là ít nhiệm vụ. Đây là một số cái nhiệm vụ rất là cơ bản anh em cần join vào để tham gia nha. Rồi thì đây dự án rất là mới, thì có những thông tin là cập nhật mới thì mình sẽ cập nhật cho anh em. Trước mắt anh em cứ đăng ký nha. Đây là một con, phải nói là một cái con meme trên hệ Tron, và có khả năng nó là một cái con Dot ha, Dot chạy trên cái hệ Tron nha. Anh em tranh thủ đăng ký bằng tài khoản Telegram. Rồi ok ha, thì video đây xin kết thúc. Nếu thấy video hữu ích thì cho mình một like để ủng hộ video. Những anh em nào chưa đăng ký kênh thì bấm nút đăng ký và chọn vào chuông bên phải để không bỏ lỡ những video mới nhất của mình. Rồi xin chào, hẹn gặp lại anh em ở video tiếp theo.